Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay, Kẹo xin chúc anh em cuối tuần vui vẻ nhá. Và nếu như anh em đang xem video của Kẹo thì các bạn nhấn like, các bạn chia sẻ video giúp Kẹo nhá. Chắc chắn là anh em đang rất là hóng là những cái bạn hôm qua comment đã nhận được kim cương chưa phải không nào. Từ từ để mình hạ gục thanh niên này cái đã. Mà làm sao, đậu xanh này, sẽ đổ không em? Rồi nha, ok, một mạng đầu tiên. Ok, tầm này thì chắc là Kẹo sẽ đổi qua Aduk luôn anh em ơi. Với lại thì chúng ta lấy thêm MP40 nữa. Một combo phải nói là khá là chuẩn luôn anh em, đừng đùa nhở. Và đây mọi người ơi, thì ngày hôm qua trong hai cái video của Kẹo đó là xuất hiện nhân vật bác sĩ Kẹo cũng như là XM8 quái thú trùm hách tử chiến, thì nhận được rất là nhiều những cái comment của các bạn là tặng kim cương. Thì đây, mình đã lựa chọn ra 4 bạn may mắn nhất để tặng kim cương nhá. Thì Kẹo xin tặng mỗi anh em đó là 20.000 đồng Gardena. Kẹo đã thực hiện nạp tiền trực tiếp vào tài khoản của các bạn rồi nhá. Và ngày hôm nay khi mà anh em comment cái ID game Free Fire, các bạn cũng sẽ nhận được kim cương luôn nhá. Vì thế nên là anh em tích cực comment ID game nào, Kẹo sẽ tặng kim cương vào tài khoản cho mọi người nhá. Và anh em nhớ like cũng như là chia sẻ video giúp Kẹo. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi nha mọi người, ok, còn lại 32 người chơi nữa này. Tầm này thì nói chung là cứ từ từ thôi anh em ấy, không phải vội. Và anh em thấy không ạ, cái bộ trang phục mà Kẹo đang mặc đây chính là bộ trang phục mới nhất trong game Free Fire luôn. Đó là bộ trang phục bác học điên. Hôm qua thì tôi còn cắt cái trang phục này ra xong là ghép vào. Và đây mọi người, thì trong video này nữa thì cũng sẽ có cốt hộp súng cường hóa đó, dành cho những anh em mà chưa may mắn, anh em chưa nhận được kim cương thì đây sẽ là hộp súng cường hóa nha mọi người. Lần nữa thì Kẹo sẽ để cốt trong video, vì thế nên là anh em đừng bỏ lỡ giây phút bất kỳ nào trong video nhá. Rồi nha, ok. Thì cái hộp súng cường hóa là một cây súng khá là ngon anh em ơi, dành cho những bạn nào mà thích chơi shotgun. Và anh em đặc biệt là mở được cái cây súng vĩnh viễn thì phải nói là quá là đã luôn. Đây nói chung là cho anh em thử vận may thôi. Rồi nha, đây. Xung quanh khu này thì Kẹo không thấy ai cả, chán ghê ha. Đấy, nói chung là hôm nay thì có hai cái chương trình cho anh em là như vậy. Một là các bạn có mẹ đi game và nhận kim cương miễn phí từ Kẹo. Hai là anh em xem video và ngồi chờ cốt của chúng ta, đó là cốt shotgun M1014 cường hóa nha mọi người ơi. Thì cái cốt này sẽ là hai mã cốt, nhưng mà mỗi mã cốt thì 50 người nhanh nhất sẽ nhập được luôn. Nói chung là anh em không phải lo cái vụ tranh giành hết cốt đâu. Bởi vì là hôm nay Kẹo phát cốt rất là nhiều luôn. Cũng như là tháng này thì bên Ghana Free Fire có cho mình cái cốt đó là cốt bộ trang phục sơn tinh. Thì từ từ anh em ơi, các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo những video mới nhất của Kẹo nha. Thì Kẹo sẽ tặng cốt trong những cái video mà Kẹo đăng lên nhá. Ok mọi người. Ui, phải nói là khá là khó nhai, khi mà từ nãy đến giờ thì Kẹo còn chưa kiếm được thêm thanh niên nào nữa. Chán vãi trưởng ra luôn. Rồi ok mọi người. Đây, loanh quanh khu này thì không thấy ai này, anh em thấy chán không? Riêng Kẹo thì thấy khá là chán rồi anh em. Nói chung là khi mà anh em mặc đồ đẹp thế này thì phải kiếm nhiều địch để khoe chứ anh em. Khoe là chính chứ còn là chơi game quan trọng gì đâu. Đây, khổ vãi. Khổ là từ nãy đến giờ thì Kẹo không thấy thanh niên nào luôn. Chán ghê ha. Mọi người, có bạn nào chưa nhấn nút like, bạn nào chưa chia sẻ video giúp Kẹo không nhỉ? Thì nhờ anh em like và chia sẻ video giúp Kẹo nha, để tăng cái lượt tương tác luôn anh em ơi. Đó, tăng lượt tương tác thì sẽ có nhiều cốt hơn từ bên Ghana Free Fire để tặng cho mọi người mà. Đây mọi người ơi, let's go nào. Qua mãi đây rồi nhưng vẫn chưa thấy ai cả. Phải nói là, ui, hôm nay các ông lại rủ nhau đi trốn hả? Thật sự là cái tình trạng leo rank đầu mùa ấy, là mình thấy là anh em chơi game toàn thủ nhà đấy. Mỗi ông lựa chọn một nhà để thủ, nên là tôi cũng hơi nản vì cái việc này. Anh em thấy không, đôi khi là anh em đi săn mạng nhưng mà lại không thấy người để săn, thì đây nó là một cái vấn đề khá là nan giải. Rồi nha, bỏ qua chuyện đó đi. Thì đây sẽ là cốt hộp súng shotgun M1014 tăng cường luôn nha anh em ơi. Một cốt thì 50 người sử dụng được luôn. Anh em có thể là tạm dừng video lại và các bạn vào game để nhập Guts Code nha mọi người ơi. Anh em nào nhập được thì hãy comment để cho Kẹo biết nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn này. Đó, cốt hộp súng shotgun M1014 tăng cường dành cho, đây, dành cho tầm khoảng là 100 bạn đi anh em. Đơn giản thì có hai mã Guts Code và mỗi mã thì 50 người sử dụng được luôn. Ui, mình ở ngay trong vụ đánh ngờ luôn. Thế thì anh em ơi,
Vào nhà cho nó lẹ anh em ạ. Khổ lắm cơ, ở trong vườn NG tí bom rơi lại xanh mộ thì đừng buồn luôn. Nên là tôi cứ ở trong nhà cho nó chắc ăn công ạ. Ok. Mà đậu xanh, thề luôn không hiểu anh em trốn đâu rồi. Đây, từ nãy đến giờ một kêu anh em thấy nản không? Thật sự là rất là nản luôn. Kẹo là kẹo, còn chưa có thời gian để mà trổ tài bắn Adub nữa anh em. Ok, thì skin mình đang xài đó là Adub Thanh Lịch. Với lại chúng ta có MP40 cơ khí, phải nói là những skin xịn sò nhất luôn. Uầy, hello anh em. Anh em trốn đâu cả rồi? Ra đây solo với kẹo xíu đi. Mệt mỏi ghê ha anh em. Ui, ngon vãi luôn. Này, một cây XM8 này. Trời ơi, đã ghê mọi người. XM8 thì bây giờ rất là hiếm luôn anh em. Và kiểu như là kiếm nó khó vãi chưởng, đúng không nào? Đây anh em thấy không, nãy giờ thì tôi loot bao nhiêu căn nhà rồi thì mới tìm thấy được cây XM8 này. Và đặc biệt là nếu như mà anh em có skin XM8 quái thú thì bắn rất là mạnh luôn. Địch là nó phải khóc dở, chết dở với anh em luôn. Đấy, tầm này thì mình có một combo vô cùng là xịn, XM8 với lại MP40. Xem là thằng nào dám cân kẹo nào. Hóng thôi mọi người ơi. Nào xem thằng nào dám cân kẹo để bán không. Đùa nhau. Đây nha đây nhá. Mình vừa trang bị cái tay súng 3 lên XM8 rồi nhá. Ui dồi ôi, đạn tiểu liên rất nhiều luôn. Ui vãi hàng, cái gì đấy hả? Vãi cả hàng cái gì đấy hả? Đâu người đâu? Lại đùa nhau rồi, người đâu, người ở chỗ nào? Anh em ơi, không biết là anh em thấy thằng địch chưa, riêng kẹo thì vẫn chưa thấy này. Đùa, khoai thế nhở? Sao lại chưa thấy được ta anh em? Không thấy luôn này. Kiểu thằng bé chơi bí hiểm vãi. Thôi thì chúng ta lên tạm trên này. Không sao, nói chung là mình không lo lắm. Đơn giản là mình có tận 3 trái bóng keo luôn. Đây, 3 trái bóng keo này thì sẽ giúp mình phòng thủ. Vãi cật trưởng. Lại gặp thằng nào cắn trộm nhở? Đậu xanh, cắn trộm gì kỹ thế em ơi, tìm không thấy nó luôn này. Đùa nhau. À, thấy rồi, thấy rồi. Thấy rồi, ngay chỗ thành cầu à? Mày chết rồi em ơi. Động tới XM8 là không xong nha em ơi. Xong. Ui, anh em thấy chưa? XM8 bắn rất nhanh và rất mạnh luôn thế này. Địch nó không khóc mới lạ. Ui, xong luôn kill thứ 3. Rất nhanh luôn anh em, quá nhanh và quá nguy hiểm. Đấy, không cần nhìn địch mà anh sĩ kẹo vẫn ghi điểm bình thường. Đây, tầm này thì chạy qua và lượm xác cho nó thôi anh em ơi, cho đỡ phí này. Ui, vãi, hình như là đây cũng còn người luôn này. Đậu xanh này. Mày làm sao? Ui, đã vào nhà rồi. Nhanh tay, nhanh chân đấy em ơi. Vãi hàng thêm một đứa này. Rồi nha, chạy đâu hả em? Ui, căng, 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 căng. Các ông lại bảo là không căng đi, nó lại căng vãi cả trường. À, thôi không sao. Các bạn thì kẹo có combo súng xịn mà lo gì. Và mình vừa lượm thêm được một ít đạn súng trường nhá. Bây giờ thì tầm khoảng là nhiều này đạn súng trường thì xài khá là ok rồi. Nói chung là không sợ thiếu thôi. Ui, lại có thêm bom keo nữa nè. Quá là ngon luôn. Đây nha anh em thấy không ạ? Mình có cả một cái băng đạn nhanh cho XM8 luôn. Thay đạn, phải nói là thay đạn với một cái tốc độ thần tốc này. Đây rồi mọi người. Người đâu cả rồi? Hóng này, mày này. Xong, yes. Tuyệt vời luôn, 4 kill. Quá đã luôn. Anh em thấy không ạ? XM8 quái thú thì nó là nỗi khiếp sợ của tất cả cái địch luôn. Ui, vãi cả trưởng. Sao đấy hả mươi? Đùa nhau lại bị kẹp thi rồi. Pha này làm nhân bánh mì rồi anh em ơi. Đậu săn quẩn quẻ. Rồi nha anh em ơi, nói chung là chưa cẩn thận tí. Mày làm sao? Mày bắn tao phải không nào? Ui, thằng bé nhanh tay thế nhở. Quả nó dựng bóng keo là mình rất là khó sơn nó luôn. Thôi thì chắc là để kệ nó vậy. Đây, đứng đây canh thằng gốc cây 15 độ đã. Đó, nói chung là cứ phải từ từ. À, đã ngồi chỗ kia rồi cả. Mày chạy đâu hả? Ui, bắn hụt rồi, bắn hụt rồi. Đậu săn quân què còn tí máu này. Rát thế. Đùa nhau, ông bắn tôi rát thế, tôi cũng sợ ông rồi. Được rồi anh em ơi, ngồi đây quần máu cái đã. Và canh nó cẩn thận không là thôi xong vỡ đầu đấy. Anh em đừng đùa. Rồi nha, hình như là thằng bé đang đứng góc nhà. À đủ căng. Đứng góc nhà luôn à. Căng căng căng, ok anh thầy chú rồi nhá. Coi chừng cái đầu nha em ơi, cẩn thận vỡ đầu lại hỏi tại sao. Nào, có giỏi ra đây em ơi. Chắc là mình ngồi tạm đây cái đã. Không đứng kia càng quá anh em ạ, nó cứ cấu diệm bóng keo của mình, cay nó chứ. Nào, ra đây em. Đậu xanh, thằng bé chưa ra luôn. Đây, thôi thì tôi cứ ngồi đây tôi chờ nó. Ngại gì, đùa nhau à. Ra đây em ơi. Ra đây solo với anh này. Anh lại phải ngại chú cơ.
Đủ, khó nhai anh em ơi. Thằng bé không chịu ra này. Rồi ok anh em bình tĩnh. Anh em cứ bình tĩnh để kẹo lo pha này. Chắc là mình qua phía trước đi. Đây qua đây canh nó anh em nhá. Nó mà chạy ra đây cái là cho nó lên bảng luôn. Số nha, ngồi đây hóng. Ui, lấy xe cơ. Ui, chủ tình lấy xe mà ta chắc để cán anh cơ. Đùa nhau. Đứng lại em ơi. Tuổi gì em đứng lại này. Mày này. Tính lấy xe để chạy à? À, gấu chó với ai hả? Nào, gấu chó với ai hả? Bắn cho vài viên nữa xanh mộ bây giờ. Ui, dựng bông keo luôn. Được, dựng bông keo luôn cả. Hay lắm, cầm sốt găng cơ. Anh lại sợ quá nhở, ra đây em ơi. Anh cầm 18 này. Ui dồi ôi, xong luôn anh em ạ. Thằng bé chết không kịp ngã. Và yes, kill thứ 5. Ok, chúng ta đã có được một cái chảo che mông này. Vẫn là combo súng mà khiến cho cái địch khiếp sợ luôn. XM8 với lại MP40. Được rồi nha, ok. Như vậy thì mình đã bơm đầy máu rồi mọi người, tầm này thì cứ thoải mái mà chiến thôi. Không phải ngại một con thằng nào hết cả anh em ơi. Đầy 200 máu lên cơ mà ngại gì. À mà còn tận 9 đứa cơ. Và ai nhở, cũng hơi căng. Đây mọi người, mình sẽ tiến vào trong bọn này trước đã. Hello, các bạn trốn đâu cả rồi? Qua đây solo với kẹo đi nào. Anh em thấy ai chưa? Mình thì mình chạy qua thế này và vẫn chưa thấy ai. Chắc là qua thì tranh thủ lượm thêm ít đạn xuống trường nhá. Ui, vãi trường. Mấy ông bắn rát thế, từ từ các bạn ơi. Mày làm sao? Đùa nhau dựng bông keo gì cả. Hay lắm, được. Rồi hôm nay thì mình mặc cái bộ trang phục bác học điên. Đâm ra là chơi game cũng hơi điên tí nhở. À mà mỗi tội, tầm này giáp nó hơi nát tí anh em. Nát một xíu thôi, nát xương thôi. Nhưng mà nói chung là vẫn rất là ngon. Chắc là mình ngồi đây mình canh cho nó luôn. Ui, căn nhà này có cả X18 thề luôn. Nhiều lúc phải nói là anh em kiếm mãi không ra. Nào, người đâu? Ui, các chú trốn đâu rồi? Bên này đúng không? Không có, chắc là bên kia. Đẩy thẳng bên này luôn. Mình tính là ngồi canh thôi nhưng mà sốt ruột quá anh em nên là phải chạy qua luôn. Nào, đâu rồi em? À, thằng bé ngồi kiếm lút đồ à? Mày làm sao? Ui. Được, né đạn hay đấy. Được lắm, mày hay lắm này. Ui, hay lắm em ơi. Được lắm này, vãi làm sao. Tính sơi anh hả em ơi. Sao, yes, 6 kill. Đùa nhau à. Nói chung là tay mình tầm này chơi game hơi trơn anh em ơi. Tay mình nó hay ra mồ hôi ấy. Nên là pha lúc nãy là xử lý nó hơi chậm anh em thông cảm nhá. Tí nữa thì sánh mộ chứ đừng đùa. À được rồi đây, lại có thêm đạn này. Rất nhiều đạn luôn nha. Đó, thêm trang bị này. Anh em thấy ngon không ạ? Ui, X18 cái anh em nhìn trang bị kìa. Có giảm thanh luôn, có băng đạn nhanh luôn. Đã ghê. Được, hay lắm anh em ạ. Rồi nhá, let's go. Phần trăm top 1 của mình trong trận đấu này đã khá là cao rồi. Cố lên anh em ơi. Cố lên win game kiếm top 1 nào. Đâu rồi người đâu? 3 thằng nữa thôi. Số nhá, nói chung là anh chờ các chú ở đây. Đứa nào dám qua đây solo với anh không? Chắc là không. Đứa nào dám qua đây solo với anh không? Chưa thấy ai trả lời anh em. Không biết là bao giờ thì có cái mic on nhở. Để nói chuyện với mấy thằng địch cho nó gấu. Đây, phía sau xe tải này có một đứa này. Chuẩn bị là công qua và vả nó luôn anh em ạ. Mình vừa thấy thấp thoáng đây thôi mà. Thằng bé chưa chạy xa đâu. Đây rồi. Ui, bắn ngay hàng rào, canh thật. Mày làm sao này? Ui, trâu thế. Nhưng mà không sao, trâu thế nào thì cũng bị hạ gục thôi. Tuyệt vời, 7 kill luôn. Ui, anh em thấy không ạ? Thằng bé nhổ một keo thế. Ngon luôn này, lựu đạn này. Trời ơi, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Tầm này thì mình còn 5 chém bóng keo nhá. Có mỗi hai đứa mà còn tận 5 chém bóng keo. Khả năng tốt 1 cao đây, hóng thôi anh em ơi. Anh em thấy hai thằng cuối chưa nhở? Riêng kẹo thì kẹo vẫn chưa thấy chỗ nó đâu đấy. À đủ. Thế thì chỗ nó trốn đâu nhở? Đùa nhau. Đây chắc là mình lượn lại qua đây. À thấy rồi. Đùa, hai bạn đang bắn bên này hả? Đang bắn nhau bên này hả? Úi dồi, yes. Xong luôn, nhẹ nhàng vẩy nhẹ cái bò da. Tôi 1 win. Thả tin này. Tầm này thì bye bye anh em. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Các bạn nhớ like cũng như là chia sẻ video giúp kẹo. Cảm ơn anh em rất là nhiều.